Bộ trưởng Ngoại giao Ý Kim ứng cử viên cho chức vụ đại diện cấp cao châu Âu về chính sách đối ngoại, bà Federica Mogherini, hôm 6 tháng 10 cho rằng mối quan hệ giữa Nga và EU trong 5 năm tiếp theo cần phải được xem xét lại. Việc EU gia tăng thêm gói trừng phạt lên Nga trong tháng 9 vừa qua đã đẩy mối quan hệ hai bên vào một tình trạng căng thẳng nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Bà Federica Mogherini, người sắp trở thành đại diện cho EU về những chính sách đối ngoại cho rằng EU cần phải đánh giá lại quan hệ với Nga trong 5 năm tới. Tôi cho rằng chúng ta cần cùng nhau xem xét lại mối quan hệ với Nga trong 5 năm tới. Chúng ta cần dành nhiều sự quan tâm hơn cho phía Đông cũng như là phía Nam, đồng thời phải tập trung củng cố vai trò của mình tại Trung Đông. Một số chính phủ rất e ngại việc đối kháng với Nga, vốn là nguồn cung khí đốt hàng đầu của châu Âu, có thể sẽ làm tổn thương nền kinh tế trong nước. Trước đó, Nga đã phản ứng với lệnh trừng phạt của Mỹ và EU bằng lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm khiến nhiều nước điêu đứng. Trong buổi họp kéo dài 3 tiếng tại Bruxelles, bà Mogherini cũng được hỏi về vấn đề cung cấp vũ khí để chống lại các chiến binh Hồi giáo tại Iraq và Syria. Tôi nghĩ việc cung cấp vũ khí là một nghĩa vụ mà chúng tôi có thể hỗ trợ. Cung cấp vũ khí không phải là một cái gì đó quá khó khăn đối với Liên minh châu Âu và hỗ trợ người Kurd chống lại tổ chức khủng bố đang đe dọa mạng sống của dân thường là một việc có thể thực hiện được. political decisions.